Đây, em xin chào toàn thể tất cả các bác. Thì là cũng do lâu lâu rồi các bác ạ. Thì là hôm nay em sẽ ra cái video cho các bác xem là em sẽ sửa lại cái nhà này các bác ạ. Đây thì là em cũng có chuẩn bị được rất là nhiều cây này. Đấy, rất là nhiều thanh để em sẽ tiến hành làm. Đây thì là vừa đấy là em cũng có đo được những cái cột này này. Đấy, em cũng có cái vẽ như này. Đấy, để chốc nữa là em sẽ đục các bác ạ. Đây, những cái lô bé bé này. Đấy thì là chốc nữa em sẽ đục. Đây, vì là cái căn nhà này trước đây thì em làm thì như kiểu là mình cũng làm hơi vội vàng ấy, thì là mình cũng không am hiểu về gỗ cho lắm. Đấy nên là em có lấy được cái cây này, có đi chặt được cái cây này về thì là do là nó cũng không phải loại tốt lắm. Đây, nó bị mục hết rồi. Đấy, đây, nó hư hỏng nặng lắm. Đây, các bác có thể nhìn thấy bên trong kia kìa. Đấy, do nó bị gãy rồi kìa. Đấy thì là bây giờ em sẽ đội lại cái nhà này. Đấy. Bây giờ em sẽ thay toàn bộ. Và em sẽ dự kiến là em sẽ thêm một cột ở bên dưới này các bác ạ. Đây, em sẽ thêm ở bên dưới này. Vì là do cái chỗ này là em cũng trước đây làm nó mình vội quá. Đấy, mình cũng không nghĩ đến là lúc mà mình lán cái nền này là mình cũng dự kiến là mình sẽ đặt đặt đồ ở đây, nhưng mà do lúc em làm đây em vội vàng quá cho nên em không có làm cái máy để che cái chỗ này này. Đấy thì là em sẽ dựng thêm một cột ở đây nữa để che che hết cái máy này. Đấy, che như thế này này đó. Đây, như vậy thì là em mời tất cả các bác cùng theo dõi xem là em sẽ làm như thế nào các bác nhé. Đây các bác ạ, bên trong nhà này thì em cũng gọi là làm thì em cũng không có làm đựng cái gì đâu. Em sẽ đựng cái máy thái cỏ này. Đây, cái máy sắt lúa này. Đó. Thế thôi. Đây, cái máy cắt cỏ, em cắt cỏ bừa bãi bên trong nhà này luôn. Và em sẽ làm lại thì lát em sẽ không dùng cái tre này nữa. Và em sẽ đổi cái thêm cái ván vào, nhưng mà em sẽ làm ngắn thôi. Em làm ngắn tầm cao tầm này 1m4, 1m3, 1m4 gì đấy thôi. Đấy, mình làm ngắn như kiểu mình che con gà các thứ nó đỡ vào thôi các bác ạ. Đây, trên này em có lấy hai cái thanh này này. Đấy, lúc đó thì là cũng do là mình rất là ngu, không am hiểu về cái cây này cho lắm, cho nên mình cứ chặt bừa về. Xong là cuối cùng là mình làm thì nó lại không được lâu ấy. Đấy thì em cũng rất là mong các bác theo dõi video của em xem thì cái công việc em làm nó sẽ như thế nào các bác ạ. Đây, em chào các bác. Bây giờ em xin tiến hành em sẽ đục các bác ạ. Đây, bây giờ em sẽ dùng cái con búa bé bé này. Bây giờ em sẽ tiến hành đục các bác nha. Các bác nhớ theo dõi video của em hết video các bác nha. Thì là như vậy thì các bác mới nhìn thấy là em làm như thế nào và nó ra sao, cũng như là ở những nơi các bác làm thì có chỗ nó khác. Đây, vừa đấy là em cũng có đo hết rồi, đo mình vạch bút hết rồi, bây giờ em chỉ cần đục thôi. Vì là ở trên chỗ em này thì là do là không có máy móc cho nên là mình chỉ dùng bàn tay thôi các bác ạ.
Cái gỗ này nó hơi khó đục các bác. Chậm lắm. Đây các bác ạ, như vậy thì là em đục đùng lúc thì em đục được một cái thôi. Đấy thì một cái này mất khoảng một tiếng, gần tiếng thôi các bác. Một tiếng thì nếu mà ba cây này, ba cột này thì em phải đục mất khoảng 3 ngày. Thôi đùa các bác vậy thôi, nếu mà mình làm nhanh nhanh thì khả năng 2 ngày xong các bác. Đấy, thì bây giờ em sẽ đục quả tiếp theo này các bác nhá.
Thôi đây các bác ạ, như vậy thì là em đã xong được hai cái. À quên mất, hai cái thôi nhá, không phải là bốn cái đâu. Đấy thì cũng gọi là một cái thời gian rất là khá là lâu các bác. Vì là không có máy móc làm cho nên là em chỉ dùng bằng tay thôi thì nó cũng rất là chậm. Đấy thì là gọi là lâu lâu thì được một cái, lâu lâu thì được một cái thôi. Đấy nó không nhanh được. Vì là những cái này là nó nếu mà mình nhanh thì không nhanh được các bác. Như vậy thì là em xong nốt hai cái nữa rồi. Đây này không biết cần lỗ gì không. Chắc là không còn rồi các bác ạ. Như vậy là còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là em vẫn còn là 9 cái lỗ nữa. Đấy, 9 cái nhá. Là cũng còn khá là lâu đấy các bác ạ. Các bác nhớ theo dõi video của em nhá. Vì là do là em làm cái này video nó cũng rất là dài. Đấy thì là em cũng sẽ làm chia sẻ cho các bác làm mấy tập cho các bác xem. Làm cho em làm từ đầu đến cuối đi. Đấy để làm hoàn thành luôn cái nhà các bác ạ. Vì là nếu mà em chia sẻ để nhiều như thế để làm thành một tập thì nó cũng các bác xem thì nó cũng rất là dài. Đấy thì em sẽ chia sẻ làm cho mấy tập để cho các bác xem, những ai nào mà các bác xem ấy thì các bác xem. Đó. Vì là bọn em ở trên này thì ví dụ mình có một căn nhà to con mình cũng rất là vất vả mình mới làm được một cái. Cũng đôi chi là nó dễ đâu. Thôi bây giờ là em sẽ tiến hành đi đục cái chữ kia. Nói gì đó? Cái này làm rất là chậm các bác ạ. Cái này bọn em làm này một ngày mình gọi là một ngày thì được bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu vậy. Đấy thì là cái này nếu mà có máy mình làm thì nó nhanh. Nhưng mà nó không có máy. Cái này nếu mà có máy thì mình làm một lúc là xong. Mà không có máy thì mình cứ dùng tay từng tí một thì nó chậm lắm, nó không phải nhanh được. Cái này kiểu là bọn bây giờ em chỉ là đục tạm như này thôi để mai mình cần làm cái này nữa. Đấy mình lấy cái xà này vào nữa thì nếu mà nó vừa thì mình mới sửa lại, không cần sửa nếu mà không vừa thì sửa lại một lần nữa. Thank you.
bữa nay em làm lâu quá khả năng là không biết là tối nay có xong được. Bây giờ gọi là trời cũng sắp tối rồi, chắc là lúc nữa là mình sẽ nghỉ, nghỉ xong mai làm tiếp. Đây, như vậy thì bây giờ tạm ổn cái này rồi. Và bây giờ em sẽ chuyển vào cái cây này sang bên này một tí. Nó không phải là sang hẳn bên kia đâu nhé. Bây giờ cái lỗ này nó ở ngay đây này. Đấy. Kéo dịch sang đây. Đó. Đây sẽ còn một lỗ đây nữa. Đây cái cây mà cái cột mà nó nhiều lỗ thì nó là cái cây này này. Cây này nó phải xuyên qua bên này cơ. Còn ở trên này thì nó chỉ một lỗ thôi. Cái này vừa đây em còn kể sai không hết. Thôi ok, bây giờ em sẽ tiến hành đục cái này các bạn. Đó. Cái này cũng gọi là khá lâu đấy. Em chào tất cả các bác, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em tới bây giờ. Đó thì là em cũng chia sẻ video tới đây thôi các bác nhé. Vì là do thì là em cũng như vừa đấy em cũng có nói cho các bác thì là video thì em cũng sẽ chia làm 2 đến 3 tập để cho các bác xem cái quá trình em làm để hoàn thiện cái nhà phụ bé này. Để mình cái này gọi là nhà phụ thôi nhá. Vì là bên trong này em cũng chỉ là chứa cái máy thái cỏ này với lại cái máy sót ngô thôi. Đấy thì là cũng bé nhưng mà em cũng rất muốn là chia sẻ cho các bác ở bên dưới xuôi, những bác nào đã và từng biết rồi thì những cái công việc này cảm thấy rất là bình thường. Đấy thì còn những các bác nào mà chưa, các bác còn có những ai bác nào mà chưa thấy thì các bác theo dõi.
Vì là em làm như này thì là cũng gọi là cũng không có cái gì kinh nghiệm thì mình cũng không có đâu. Cái này mình cũng gọi là mình khác học hỏi từ các cụ. Đấy thì là mình cũng làm bừa thôi. Đấy thì các bác nhớ theo dõi video đến hết tập thứ ba hay là thứ tư gì đó, em cũng chưa rõ đâu. Vì là cũng một mình làm mới thôi thì là cũng làm rất là chậm. Đấy thì là hôm mấy bữa trước thì là em cũng có đi lấy được về thì bây giờ em mới chia sẻ cho các bác xem. Đấy thì em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em đến bây giờ nhé. Thì là bây giờ em cũng nói một lời xin chào tạm biệt tất cả các bác và gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đó thì là bây giờ em sẽ dọn đồ nghỉ ngơi thôi. Vì là bây giờ cũng tối rồi các bác ạ. Cũng 5 giờ rồi. Mình vẫn còn phải đi cho bò này, cho lợn gà nữa. Đây các bác theo dõi gà của em này. À, em cho các bác xem gà của em này. À, đây đang bên dưới đây này. À, thì là mình đang làm ở đây thì là gà nó cũng đang chờ chờ mình để chốc nữa là sẽ có bữa tối ăn. Đấy, thì là mình thì tối hẳn mình ăn cũng được nhưng mà gà thì tối nó không nhìn thấy gì luôn. Mình thì gọi là con kia bóng điện. Đấy còn cái bóng điện thôi, còn chứ mình với gà thì nó như nhau cả thôi. Tôi nói em không nói nhiều nữa thì đến giờ đến lúc mà em chào tạm biệt các bác rồi. Thôi em xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo các bác nhá. Tôi em xin chào bác.